Sáng nay ngày 22 tháng 9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 11 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miên. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 15 NQTW, công tác chăm lo, thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thành phố. Trong đó, nổi bật là thành phố đã xây dựng hoàn thiện được hệ thống văn bản chính sách xã hội trên cơ sở thể chế hóa nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn thành phố, tạo nên một hệ thống chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, mang tính đặc thù, với nhiều chương trình, chính sách đột phá, ban hành từ khá sớm và có tính vượt trội theo hướng tăng mức hỗ trợ, mở rộng độ bao phủ so với chính sách chung của Trung ương. Nhận thức của các cấp ủy chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt. Công tác bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ thất nghiệp giảm. An sinh xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trong các tình huống thiên tai dịch bệnh, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng chỉ ra những tồn tại, thách thức, nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả hơn nghị quyết trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể thành phố xác định việc thực hiện chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nghị quyết Trung ương 5 thì cũng nhấn mạnh là chính sách xã hội thì phải đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế. Thì đây là những vấn đề mà trong nghị quyết chúng ta đã xác định. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tổ chức thực hiện cho nó đúng tinh thần như vậy. Đề nghị là các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành địa phương phải hết sức chủ động và quyết tâm đặt ra những mục tiêu cao hơn, chứ không bằng lòng với những cái mình đã có. Tiếp tục là thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách xã hội hiện có trên cơ sở kế thừa, phát triển theo cái hướng như nghị quyết Trung năm và kết luận 92 là đã nêu đó, là xây dựng và thực hiện chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, bền vững, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân, nhất là đối tượng người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cần phát triển mạng lưới an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, phổ cập và hiện đại, nghiên cứu xây dựng sàn an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, đảm bảo các điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng y tế, các tuyến gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu tham mưu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất Ban thường vụ Thành ủy các chương trình mới tương tự như các chương trình 50, 3 có, 4 ăn để bắt đầu triển khai từ năm 2023, gắn với triển khai văn bản mới của Trung ương về chính sách xã hội.